Chào mọi người, hôm nay là hiện tại mình đang có mặt tại Vĩnh Long, thì ghé gần nhà cô Út. Thì nghe người ở xóm nói cô Út thì có một cái con vịt là nuôi cũng 5-6 năm nay rồi mà không đẻ được cái trứng nào hết trơn á. Thì hôm nay mình có dịp mình cũng ghé tới nhà cô Út để mình hỏi xem sự thật có đúng như vậy không. Cô Út ơi, cho hỏi con vịt của cô Út nuôi được bao nhiêu năm hả cô Út ha? Con vịt này hả, khoảng nuôi nó khoảng chừng 5 năm mấy rồi. Mà con nghe sớm nói là cô nói là con vịt nhà cô không có đẻ được trứng nào luôn hả cô? 5 năm mấy chưa đẻ được trứng nào đó. Vậy hả cô? Cách đây cũng khoảng chừng tháng mấy nay có người vô trả rồi, trả 5-6 triệu mà tôi không bán, tại vì thấy nuôi nó không đẻ, thấy nó ngộ nó không bán. Mà con vịt của cô Út cũng ngộ quá ha. Nó trắng trắng đốm đen, nó giống như con thiên nga vậy ha. Nó không phải như con vịt thường của mình màu trắng. Thì hôm nay nói chung là hôm nay á, các bạn biết sao, mấy nay cô Út cũng mình ghé nhà cô Út thì cô Út cũng quý tụi mình. Thì cô Út nói sẵn tiện hôm nay không có bán người ta 5-6 triệu 10 triệu vậy trơn á, sẵn tiện hôm nay làm thịt cho mình ăn luôn và sẵn tiện mình khám phá luôn. Thì mấy bạn cũng đã được biết, cũng xem trên mạng xã hội thời gian gần đây, thì có những cái clip, những cái tin tức đó, mà bên Trung Quốc đó, thì có một bà lão, ông lão nuôi con vịt 3 năm trời mà không có đẻ trứng nào. Đến lúc làm thịt thì có phát hiện viên ngọc ở trong bụng. Không biết có phải con vịt của Út có giống như những con vịt kia hay không ha. Nè mấy bạn thấy con vịt của Út nó ngộ không? Nó đốm trắng, đốm đen ngộ không? Nó giống như thiên nga hay con gì đó ngộ, thiệt ngộ luôn á. Rồi, sẵn tiện mấy đứa hôm nay xuống chơi Út làm thật luôn nha, làm thật cho mấy đứa ăn luôn, nó khám phá coi trong người nó có cái gì mà nó không đẻ. Nhà của Út nuôi gà vịt quá trời luôn nè. Mà con vịt này nó sống với mấy con gà vậy hả cô Út? Nuôi nó chung có một con như vậy nè. Ngộ không? Rồi ở này con vịt nè. Vịt của cô Út cũng được nhiêu ký hả cô Út ha? Chắc cũng 3 ký có. Vậy hả? 3 ký có. Rồi hôm nay mình sẽ đi theo cô Út, mình khám phá trong bụng con vịt này có cái viên ngọc hay là viên chân châu gì không nha các bạn. Đây các bạn thấy nè, bây giờ cô Út chuẩn bị cắt cổ con vịt của cô Út để đãi mọi người cùng ăn và cùng khám phá xem bên trong con vịt 5-6 năm nay không đẻ có cái gì trùng trọng mà nó không đẻ nha. Rồi bây giờ là đến phần cô Út nhúng nước sôi con vịt này và nhổ lông, và đến cái phần quan trọng tiếp theo là mổ bụng con vịt ra, khám phá coi bên trong con bệnh ở trong cái bụng con vịt có cái gì mà con vịt 5 năm nay nó không có đẻ. Mấy bạn biết không, cô Út quý tụi mình như thế nào ấy, là mấy bạn biết rồi, biết bao nhiêu người lại trả giá mà cô Út không bán. Mà hôm nay cô Út cũng nhân dịp Tết ghé nhà cô Út thì cô Út sẵn tiện làm con vịt này để đãi tụi mình ăn cháo vịt luôn mấy bạn. Cô Út cho anh hỏi con vịt này cô Út mua từ nhỏ lớn ngoài chợ về nuôi hay sao cô Út? Có, hồi đó bán vịt lộn á, để lâu nó nở, thấy nó nở con rồi thấy ngộ ngộ rồi để nuôi. Mà nở mấy con lần cô? Nó có một con lộn á. Vậy hả cô? Lạ ghê chứ. Mà từ đó giờ 4-5 năm nay là nó không đẻ trứng nào luôn hả cô Út? Không có đẻ trứng nào luôn. Đó thì mấy bạn có thấy không, cô Út mới nói là con vịt này 4-5 năm nay thật sự là không có đẻ gì hết trơn á. Nhưng mà con vịt này nó rất là kỳ lạ. Là cô Út kể là hồi đó cô Út bán con vịt lộn đó, thì mua cả 100 trứng để nhà đó. Mà tự nhiên cái nở con này à. Cô Út thấy dễ thương, cô Út để nuôi luôn. Nuôi để vui nhà vui cửa, mà để cho nó đẻ trứng rồi để dành ăn nữa. Mà tự nhiên cái không thấy nó đẻ gì hết trơn á. Sẵn tiện cho con hỏi lý do tại sao mà hôm nay cô Út làm thịt con vịt của cô Út nuôi 5-6 năm nay mà sao vậy cô Út? Nuôi nó không đẻ 5-6 năm rồi, sẵn mấy đứa xuống mà làm thịt cho nó ăn, cho nó đầu thai kiếp khác rồi, khỏi làm kiếp vịt nữa. Đó thì mấy bạn cũng nghe cô Út nói không?
Phúc muốn là chú Dịch này đi giảng sanh làm kiếp khác, chứ làm Dịch khổ quá, 5-6 năm nay rồi mà không biết, không biết bị ngạt bị cái gì nữa mà không có đẻ cũng khổ nó lắm. Cô Út cũng muốn tốt cho con Dịch nha mấy bạn, chứ không phải là sát sanh đâu nha. Là cái khâu quan trọng của cô Út nè, bây giờ mổ con Dịch ra xem cái khám phá bên trong cái bụng của con Dịch của cô Út có cái gì trong chổng mà 5-6 năm nay nó không có đẻ. Không biết trong bụng con Dịch này nó có cái viên ngọc hay là cái thứ gì quý giá ở chổng không. Mổ ra đi, giá trong đây có viên kim cương hay viên ngọc thì cho đổi đời đó. Nuôi 5-6 năm rồi không đẻ, không biết có mắc trứng gì trong đây không. Có viên kim cương, viên ngọc cho đổi đời nha. Không có trứng non luôn, không có trứng non luôn. Ê ê ê ê, có gì gì nè, cái trứng cái đó gì vậy? Ơi cái trứng cái đó gì vậy? Cái giống viên ngọc với cô. Đâu đâu con ơi, tỷ phú ơi, đổi đời gì còn ngộ vậy? Trời ơi, như vậy là cô Út đổi đời rồi. Mà cái gì, cái gì kỳ vậy? Đâu, cái trứng không, cái trứng không, khoan để coi đi. Cứng không đâu cô Út, ấy cái dao thử nó cứng hay trứng non. Thôi gọi thử coi, gọi thử coi. Rồi đá rồi, cái trứng non. Hèn chi vậy là cái viên này mà làm cho con Dịch của cô Út 5-6 năm nay nó không có đẻ. Trời cô Út ơi, chú hỏi thí dụ như vài bữa nó con dẫn mà mấy chuyên gia xuống mua ngọc á, mà ví dụ như người ta trả cô Út 3-4 tỷ, cô Út có bán không cô Út? Không không, 5-10 tỷ không bán nữa, để chồng cũng về, chồng cũng về, để chồng cũng về, để coi. Để làm gì cô Út? Trời, chồng cô Út về làm gì? Muốn xuống tiệm vàng coi chứ giờ không có bán được. 50 tỷ, giờ mua 50 tỷ mua được. Con coi cô Út, cho con chiêm ngưỡng cái viên ngọc của bể nha, chừng vớt bể nha. Trời ơi mấy bạn thấy không, có viên này không mà làm cho con vịt của cô Út không có đẻ được 5-6 năm nay, nhưng mà cũng nhờ viên ngọc này mà để giúp cô, gia đình cô Út đổi đời. Tại cô Út nói với tụi mình cô Út cũng khó, rất là khó khăn nè. Thôi Tết năm mới cũng mổ được con Dịch thì cũng có phát hiện viên ngọc, vậy con cũng mừng cho cô Út nha. Rồi con cũng chúc cô Út bán được viên ngọc này được nhiều tiền để cô Út đổi đời nha cô Út. Đổi đời rồi mấy đứa ơi.